Tía, ông Đặng về rồi nè tía. Dạ con chào tía. Con ra đằng sau đi. Tía dạ, muốn dạ. Nói chuyện với nó. Tía, mày nằm xuống đó đi. Dạ. Tía, tía có đau lộn không tía? Con 40 tuổi rồi, có vợ có con rồi tía. Dù gì con cũng là một giám đốc công ty lớn mà tía. Tía ơi, tía lúc nào cũng coi con như là con nít vậy tía. Con lớn rồi mà. Im đi. Mày có giám đốc công ty, mày cũng giám đốc công ty của thiên hạ kìa. Mày bước chân vô cái nhà này, mày là con tao. Nằm xuống. Tao hỏi mày, tại sao mày làm được cái chuyện bất nhân như vậy hả? Thôi mình ráng chịu đi, ông Quýnh giả vờ mà, cái trò ăn đòn này hồi nhỏ bị quen rồi. Mày lèm bèm cái gì đó? Dạ không có gì tía. Mày nghe tao hỏi. Dạ. Tại sao mày dám lừa gạt tao để mày bán cái miếng đất? Tía, con xin tía bình tĩnh đi tía, ngồi nói chuyện rồi tía sẽ hiểu mà. Mày cứ nằm đó. Tao nói cho mày biết, tao đã thề một câu rằng tao thà cạp đất tao ăn, thì miếng đất đó nhất định tao không cho được người nào đụng vô. Dạ. Tại sao? Mày là con tao. Tao già hai thứ tóc rồi, tao chưa từng bị người nào gạt, mà bây giờ cái người gạt tao chính là con ruột của tao. Tía, con xin tía bình tĩnh đi tía. Nằm xuống. Dạ. Con nói với tía nhiều lần rồi, con xin phép tía để con bán miếng đất, nhưng mà tía không đồng ý. Con mới lỡ lừa tía thôi. Mày biết cái miếng đất đó là miếng đất hương quả của dòng họ bao nhiêu đời để lại không? Hả? Tại sao mày dám ngồi để phục rượu tao? Mày nói chuyện ngọt ngào với tao, rồi mày dụ dỗ tao ký tên vô cái miếng đất đó, để giờ này mày đi bán cho thiên hạ. Hả mày? Dạ tía. Tía quên con thiệt hả tía? Tao hỏi mày, mày thèm tiền đến mức độ tán tận lương tâm như vậy hả? Tía ơi, con xin tía mà, thật sự con không có làm gì đâu. Vợ chồng con đang rơi vào hoàn cảnh khó lắm tía, tụi con đành phải làm như vậy. Tía, con xin tía, tía hãy thương đứa con ruột này đi tía. Nếu mà con bán miếng đất á, thì nó sẽ giúp con bồi thường được nhiều lắm đó tía. Bây giờ mày còn dùng cái chiêu thức này để mày dụ dỗ tao một lần nữa hả? Tao không dễ bị mày lừa đâu. Tao nhất định một câu là không bán là không bán. Bao nhiêu tiền cũng phải đến cho người ta. Con xin tía mà tía. Con biết mà, bây giờ tía thấy đi, vợ chồng con á lập nghiệp sống ở đất Sài Gòn rồi. Sắp tới đây thằng Quốc á nó về, rồi nó cũng ở Sài Gòn nó sống. Vài năm nữa tía cũng mất rồi. Không lẽ cái đất này bỏ hoang là phí lắm tía à? Bán đi tía. Nha tía, nha. Bán đi. Tao không ngờ mày lại mở miệng mày nói được câu này. Câu gì vậy tía? Tía, đau quá tía. Tía quên con thiệt hả tía? Mày biết đau hả? Lần đầu tiên trong đời tía mày biết đánh mày. Tao đánh gì gia môn này bất hạnh là có một thằng con bất hiếu như mày dám đem miếng đất của tổ tiên đi bán. Tía không bán thì sau này bỏ quan phí uổng lắm tía à. Con xin tía mà. Nha tía. Tao nói cho mày biết, tao chưa chết thì miếng đất đó nó vẫn phải nằm ở đó, không lọt vào tay bất kỳ một người nào. Tía, con xin tía,
vợ chồng con đang lâm vào hoàn cảnh rất là túng thiếu. Tía thương con đi, thương đứa con ruột này đi tía. Nha tía. Tía, tía, tía để con đánh chết ổng đi tía. Con bước ra chỗ khác. Tía, đi. Tôi nói cho anh biết, tôi mà không nể tía, tôi nhào vô tôi đánh chết anh rồi đó. Không. Không bỏ tía gì, tía cũng bên trọng nữa hả? Dạ tía. Bây giờ mày vẫn quyết định bán miếng đất đó chứ gì? Dạ. Tía thương con đi tía. Được. Nếu mày quyết định bán miếng đất đó, bước ra khỏi nhà. Từ nay trong sổ gia phả không còn tên của mày nữa. Tía, con xin tía mà. Đi.